Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với The Fancy Dev Channel. Hôm nay mình sẽ nói về một cái topic nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà các bạn sẽ, nếu mà các bạn đi lập trình backend đó, thì các bạn sẽ sử dụng khá là nhiều. Và nếu như các bạn mà chưa có kinh nghiệm nhiều á thì sẽ hơi bỡ ngỡ lần đầu tìm hiểu tới nó. Đó là khái niệm về catch. Còn các bạn nhiều kinh nghiệm rồi thì cái này, chuyện này nó quá đơn giản rồi. Giống như cái này là mình chỉ thống kê lại thôi, mình chỉ tổng hợp là những kiến thức các bạn đã biết rồi trong video này. Thì tại vì đi code nhiều, hồi code nhiều quá rồi giờ cũng làm biếng code, nên ngồi chém gió thì cho nó nhẹ nhàng hơn, và những cái kiến thức này nó cũng nhẹ nhàng hơn cho các bạn. Thì đầu tiên là xin lỗi về cái việc mà mình phải đội nón. Thì sao đang 11, 12 đêm mà mình đi đội nón vậy? Thật ra là cái cũng có lý do hết á, là do đầu tóc nó bù xù quá, mà ban đêm á mình kỵ cái việc chải đầu trước gương á. Các bạn biết lý do đúng không? Nên là xin phép được đội nón khỏi mất công đi chải đầu vậy thôi. Rồi quay trở lại vấn đề chính, thì cache là gì, tại sao phải dùng cache, và những cái cách để mà mình xây dựng một cái hệ thống cache như thế nào chẳng hạn, và ứng dụng thực tế của nó là gì chẳng hạn, kiểu kiểu vậy. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đưa những kiến thức đó cho các bạn, đối với những bạn mà muốn tìm hiểu hoặc là chuẩn bị tham gia vào cái cuộc đời lập trình backend đó. Những kiến thức này nghĩ là sẽ có bạn sẽ có. Rồi vậy thì cache là gì? Thì nó là những cái data được lưu lại, đã được lưu lại ở những cái lần tính toán trước, thì để cho những cái lần tính toán sau nó được trả về một cách nhanh hơn, nó không cần phải tính lại. Rồi tiếp theo là đó, thì cái data lưu trong cache có thể là data của lần tính toán trước đó, hoặc là một cái dữ liệu nó đã được lưu ở đâu đó, được load lên rồi. Dữ liệu được lưu chỗ khác, mình load lên mình để đó, để trong cache, giờ mình lấy từ trong cache ra thôi. Đó thì nói chung đại khái cache là một cái cục data gì đó mà mình đã tính toán rồi, mình đã được lưu ở nơi khác rồi. Thì đây là một cái hình để nói với một cái request và response bình thường. Ví dụ như một cái, đây là cái server của mình đây, cái cục trắng trắng xám xám này là cái server mình, đây là cái ứng dụng client. Thì một cái request thông thường nó sẽ gọi, một cái ứng dụng thông thường nó sẽ gọi một cái request lên cái server của mình, backend server của mình, tính toán xử lý gì đó, có thể là gọi xuống DB rồi tính toán xử lý gì ở đây, rồi sau đó trả response về. Thì cứ mỗi request phải chạy xuống DB rồi trả DB, trả kết quả về rồi response về, thì nó rất là tốn kém. Và nhiều khi là rất là nhiều request nó cùng gọi vào một 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 cái raw, một cái data giống nhau. Đúng không? Thì cứ phải xuống DB lấy về đúng một cái thứ data mà lần nào cũng lấy về như nhau hết đó, thì mới sinh ra cái việc là đi cache ha. Thì ở đây ví dụ như trường hợp này, cái request lần đầu tiên nó gọi lên, nó lấy một cái data x gì đó trong DB, thì việc đầu tiên nó, cái hệ thống backend mình làm, ví dụ như là mình sẽ kiểm tra coi nó có trong cache chưa, nếu có trong cache mình trả về luôn, mình không cần phải vô DB mình lấy lại nữa. Còn trường hợp nó chưa có trong DB và thì mình sẽ lấy cái data x ở trong DB mình đưa đây, và mình trả về cho ứng dụng, đồng thời là mình cũng lưu vào trong cache này cái cục data x đó luôn, để lần sau ví dụ như có thêm 100, 1000 cái request sau nữa, nó vô nó yêu cầu cái data x đó, thì nó chỉ cần là lấy từ trong cache ra thôi, nó không cần phải xuống DB. Tại vì các bạn biết là trong DB, cái việc lưu trữ DB thì nó lưu trữ xuống đĩa, và việc đọc ghi xuống đĩa thì nó rất là tốn thời gian, rất là chậm, chưa kể là việc query đồ này kia nữa. Database nó sẽ có bộ phận là nó
không tốt. Còn cái việc cache này á thì thường nó sẽ là in memory, thì cái gì ở trong memory nó cũng sẽ nhanh hơn so với cái việc đọc ghi xuống đĩa đó. Thì việc đó nó làm cho cái ứng dụng của mình nó cải thiện được performance hơn rất là nhiều. Thì tiếp theo đó chính là khái niệm cache hit. Cache hit có nghĩa là khi mà một cái yêu cầu, một yêu cầu cái dữ liệu gì đó, thì cái dữ liệu đó có trong cache thì nó là cache hit, nghĩa là một cái request lên. Này, nhìn theo hình này, một cái request lên yêu cầu dữ liệu X và kiểm tra trong cache có, rồi trả về cho cái ứng dụng luôn, thì đó là cache hit, nghĩa là có trong cache. Thì khác trái với cache hit thì là cache miss, thì đơn giản thôi, nó coi lại cái hình, request lên kiểm tra trong cache không có thì nó là miss, vậy thôi, đơn giản dễ hiểu. Thì khi mà sử dụng cache thì mình sẽ có những cái gọi là cái chiến thuật, strategies, những cái mình gọi là những cái kỹ thuật thì cũng được đi đó, để mà mình truy cập vào cái dữ liệu cache và đọc ghi như thế nào. Thì các bạn ở đây mình có thể liệt kê ra một vài cái, có thể là có nhiều hơn thì mình cũng không chắc lắm, và cái tên nó cũng khác đi, có thể vậy. Thì các bạn đừng có quan trọng là cái tên nó là gì, các bạn chỉ quan trọng là mình sẽ giải thích cho các bạn là cái ý nghĩa đằng sau cái tên nó là gì, nghĩa là cái kỹ thuật ứng dụng ở phía bên trong nó là gì, các bạn hiểu vậy thôi, còn mấy tên các bạn vứt đi cũng được. Như đây là read through, write through và write behind caching ha. Rồi đầu tiên là mình tới cái read through trước, thì nó là gì? Thì đầu tiên là dữ liệu được yêu cầu á, nó sẽ được tìm kiếm trong cache trước, và nếu tìm thấy thì nó trả data về. Nếu không tìm thấy dữ liệu trong cache thì đọc từ database ra, rồi ghi cái data đó vào trong cache, rồi ra cũng trả cái data về cho ứng dụng ha. Đó, thì cái hình này là chính là cái hình hồi nãy mà mình demo cho các bạn. Đây, đầu tiên là tìm dữ liệu trong cache trước, một cái request đến thì tìm dữ liệu trong cache trước, nếu có trả về, còn nếu không có thì nó sẽ đi vào DB, DB trả về kết quả ở đây thì sẽ ghi xuống cache, rồi sau đó mới trả về cho ứng dụng. Đó, thì đó gọi là read through, nghĩa là nó đọc trong cache trước. Thì nó có cái lợi điểm là gì? Lợi điểm đầu tiên là nó giống như là cache mà on demand á, có nghĩa là yêu cầu cái khi cần cái data gì mà tôi không có thì tôi mới đi load, tôi bỏ lên cache, chứ tôi không có load toàn bộ data lên trên cache. Thì cái này thêm một cái vấn đề nữa là ví dụ như trong trường hợp mà mình cache mà mình có nhiều node, nghĩa là mình xài nhiều con server để cache, nhiều cái node để mà cache, thì vô tình có một cái node nào đó nó bị sự cố, bị chết, bị tạch, thì hệ thống nó vẫn chạy bình thường, nó không hư hại hết. Nghĩa là những cái data mà đã bị cache trên cái con chết á, khi mình request lên nó không có, đúng không? Nó không có thì nó lại đi load từ trong DB và nó trả về, vậy thôi, nó không ảnh hưởng gì tới ứng dụng của mình hết. Và tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái bất lợi, hạn chế. Thì trong cái trường hợp mà cache miss, nghĩa là trong cache nó không có data, thì cái độ delay á, cái độ trễ á, khi mà một cái request từ ứng dụng mà chờ tới lúc reborn về, độ trễ sẽ cao hơn, là do đi tới 3 lần network round trip. Tại sao 3 lần network round trip? Thì các bạn coi hình các bạn sẽ thấy. Đây, giả sử DB này là một cái DB ở ngoài, chứ nó không phải là DB local ở trong cái con backend của mình. Thì đầu tiên, và con cache này đi, ví dụ là tôi sử dụng Redis đi, thì nó cũng nằm ở ngoài, nó không có nằm ở bên trong cái con server local của mình. Thì một cái request đến đó, đầu tiên là nó sẽ đi xuống đây, nó đi kiểm tra là một lần call network,
Không có. Nó đi qua đây, nó lấy đến database là hai lần connect work. Sau khi nó lấy được data, nó lại ghi xuống đây một cái nữa là ba lần connect work. Đúng chưa? Vậy thì là ba network road trip cho một cái request trong trường hợp bị miss ở trong cache. Rồi, nếu mà trong một cái trường hợp nào đó mà có một cái action nào đó nó update cái data trực tiếp vào trong DB và cái data trong cache của mình nó chưa bị hết hạn, nó chưa bị spy, thì nếu mà có một cái request lên và nó yêu cầu cái data đó mà mình lấy trong cache, mình trả về thay vì mình lấy trong DB, thì tất nhiên là data đó đã bị cũ rồi. Data đó bị cũ rồi. Thì có thể là sẽ xảy ra cái vấn đề là bị data cũ thì nó sẽ làm cho ứng dụng mình nó chạy không đúng nữa. Nani? Rồi, tiếp theo là write true. Cái kia là read true, nghĩa là đọc trong cache trước. Còn write true thì nếu mà hiểu năm nay có thể là ghi vào cache trước chẳng hạn vậy. Ok đấy, thì mỗi lần add một cái action write hay là update gì đó vào trong database thì cũng đồng thời là write luôn vào trong cache luôn. Và điều kiện của nó là bắt buộc á, thì tốt nhất là cái việc mà ghi vào database và ghi vào cache nó thực hiện cùng trong một cái transaction. Tại sao? Tại vì nếu mà một trong hai cái action ghi trong vào database hay là cache gì đó mà nó bị fail á, thì mình sẽ coi như mình hủy transaction đó, mình rollback lại để đảm bảo tính đồng bộ của dữ liệu trong hệ thống của mình. Thì cái lợi điểm của nó chính là nó đảm bảo dữ liệu trong cache lúc nào cũng là mới nhất. Thì mỗi lần mà có thay đổi trong database đồng thời thay đổi trong cache luôn thì chắc chắn là dữ liệu trong cache lúc nào nó cũng là mới nhất rồi. Và nó thích hợp cho những cái hệ thống mà cần có một cái nhu cầu đọc nhiều, nghĩa là đọc rất là nhiều và nó không chịu được cái việc là nó đọc trúng cái data bị cũ, giống như trường hợp mà read true á, thì có khả năng nó xảy ra trường hợp data bị cũ đúng không, làm cho nó hệ thống nó bị nó cái ứng dụng nó chạy sai logic chẳng hạn. Thì cái write true này nó sẽ giải quyết được cái trường hợp đó, có nghĩa là data bạn đọc ra lúc nào cũng là data mới nhất. Đó. Rồi, nhưng mà nó có cái tiện thì nó cũng có cái bất tiện. Có cái đại tiện thì nó cũng sẽ có cái tiểu tiện. What the hell? Nè. Rồi, sau đó là tới cái bất tiện. Thì mỗi cái lần ghi á, mỗi thao tác ghi á thì nó sẽ có hai lệnh ghi. Một là lệnh một cái lệnh ghi xuống database và một là một cái lệnh ghi xuống cache. Cho nên là cái mỗi lần một mình có một cái yêu cầu gì đó mà để update cái data của mình á, thì nó sẽ tốn thời gian hơn. Rồi như nãy mình cũng đã nói là cái việc tại sao mà phải hai cái action này, nó hai action ghi vào database và cache nó phải ở trong tính một trong cái transaction á, là để cho đảm bảo tính đồng bộ. Thì nếu như một trong hai cái action write cache và database gì đó nó thất bại thì mình phải tính là toàn bộ cái thao tác write nó thất bại và mình phải rollback data lại. Ví dụ như write vào bạn nó write vào database ok, nhưng mà bạn write vào cache không được thì bạn phải rollback lại cái data bạn vừa mới write vào database. Và trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra, nghĩa là write vào cache thành công nhưng write vào database thất bại thì cũng phải rollback lại, đó tính là một transaction. Đó. Và thêm một cái vấn đề đó là mỗi lần bạn ghi data thì đồng thời bạn cũng ghi vào trong cache, thì có nghĩa là có rất là nhiều data ở trong cache mà có thể là bạn sẽ không cần đến, không không có cần đọc ra, nghĩa là chỉ ghi vào thôi không đọc ra, nghĩa là trong cache của bạn có rất là nhiều dữ liệu mà không được đọc tới, rất là dư thừa. Thì cũng có thể giải quyết bằng cách là bạn thêm cái thời gian expire, nghĩa là trong những cái công cụ hỗ trợ cho mình trong cái việc
cache dữ liệu á, thì nó sẽ hỗ trợ thêm mình một cái thời gian time to live, nghĩa là thời gian đó là thời gian sống của cái dữ liệu đó. Quá thời gian đó thì nó sẽ bị expire, hết hạn, thì khi mà bạn lookup trong cái cache thì bạn sẽ không thấy cái dữ liệu đó nữa. Đó. Thì nó sẽ giải quyết được một phần nào đó cái việc là trong cache của bạn nó quá nhiều dữ liệu mà không được đọc đến, thì những nào không được đọc tới thì thôi cho nó expire luôn, ví dụ vậy. Rồi, một cái kỹ thuật nữa nó tên là Right Behind Caching. Mình nhắc lại một lần nữa nha, là mấy cái tên này các bạn cứ nghe xong rồi các bạn bỏ qua nha. Các bạn quan trọng là các bạn nắm được cái ý chính của cái kỹ thuật này là nó làm cái gì. Giống như là read true thì nó sẽ read trong cache trước, write true là nó write trong database và trong cache, còn write behind caching là thì là cái gì. Thì bây giờ mình mới nói, nó là data nó được ghi trực tiếp vào trong cache luôn, rồi sau đó thì sau khoảng thời gian nào đó, cái internal time nhỏ nhỏ thôi, thì data nó mới được ghi vào trong database một cách bất đồng bộ, bằng một cái kỹ thuật nào đó, put vào queue hay là cái gì đó, kiểu như kiểu kiểu vậy, thì nó được ghi bất đồng bộ vào trong database. Thì cái cách làm này á, thì nó rất là phù hợp với những cái hệ thống mà nó có nhu cầu cả cả nhu cầu cao về cả đọc và ghi luôn. Tại sao vậy? Tại vì rõ ràng là data mới thì được ghi trực tiếp vào cache đúng không? Thì việc đọc của bạn là lúc nào cũng 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 đọc được cái data mới rồi. Và việc ghi cũng vậy, ghi thì cũng ghi trực tiếp vào trong cache thôi. Huh. Cái lần lần cái việc ghi của bạn là bạn sẽ ghi trực tiếp vào trong cache thôi. Thì cũng rất là nhanh. Rồi cái việc mà đồng bộ vào database nghĩa là nó được làm ở phía phía sau cánh gà, thì gần như người khác sẽ không biết. Thì phù hợp cho như không có read write nào thì nó sẽ làm theo cách này. Rồi, đây là cái mô hình cho các bạn có thể dễ hình dung cái việc gọi là gì right behind caching nó xử lý như thế nào. Thì ví dụ như bạn có nhu cầu bạn ghi một cái data mới, right, cái data này vào, thì đầu tiên là nó sẽ write trực tiếp vào trong cái cache. Rồi, sau đó cái action này nó sẽ được đưa vào trong một cái queue. Đó, một cái hàng chờ. Đó, đưa vào trong queue, put cái data này vào trong queue. Đó. Rồi, sau đó sẽ có một anh gọi là worker. Một anh công nhân bốc vác. Sẽ đọc từ trong queue này ra những cái data mà nó cần được ghi vào database. Thì cái ảnh cứ tương tự anh chạy thôi, trong bao nhiêu lâu đó anh sẽ chạy anh lấy cái data đó anh đẩy vào trong database. Đó, thì cái mô hình đó chính là right behind caching. Đơn giản, data được ghi trực tiếp vào cache, đồng thời nó được đưa vào trong một cái hàng đợi chẳng hạn vậy. Rồi sẽ có một cái người nào đó, một cái không phải là một người nào đó mà là cái gì đó worker, người đứng sau cánh gà gì đó lấy data đó và thầm lặng đẩy vào trong database, hiểu nôm na là như vậy. Còn cái việc này á, là gọi là behind the scene, nên là sẽ không ai thấy được cái việc này của bạn cả, người ta chỉ thấy là cái data của bạn được ghi vào và các bạn đọc ra thì các bạn đã đọc ngay đây luôn, rất là nhanh, ghi cũng rất nhanh mà đọc cũng rất nhanh. Việc mà budgeting nó xuống, lưu trữ nó xuống trong một cái hệ thống database thì có một cái cánh khác nó làm rất là hiện đại đúng không? Đó. Thì cái lợi thế của nó ở đây chính là cái việc mà nãy giờ mình nói đó là read write trên cache, nên là tốc độ rất là nhanh, nó tăng performance của hệ thống lên rất nhiều, nó adapt được cái việc cho những cái hệ thống mà nó có nhu cầu là đọc đọc ghi cao, cả nhu cầu về đọc và ghi luôn chứ không phải riêng về nhu cầu đọc hay là nhu cầu như ghi giống như lúc nãy hai cái kỹ thuật trước mà mình làm. Và đồng thời nó có một cái điểm mạnh đó là nó tách biệt
cái ứng dụng của mình ra khỏi cái việc là sự cố về database. Thì các bạn xem hình, các bạn sẽ thấy là trong trường hợp này, cắn gì ta? Trong trường hợp này, ví dụ trong trường hợp mà database mình nó bị sự cố gì đi, nó không có chạy nữa, không chạy được nữa, sự cố, thì hệ thống mình nó vẫn chạy bình thường, nghĩa là request tới yêu cầu data vẫn đọc từ trong cache ra, ghi data vẫn ghi vào trong cache, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái hệ thống của mình, và cái data này nó cũng được boot vào trong cái queue này một cách bình thường. Vậy thì khi nào mà cái anh database này anh phục hồi lại, giải quyết được cái sự cố rồi, thì anh worker tiếp tục chạy, anh sẽ lấy data anh đẩy vào đây, nghĩa là gần như là hệ thống mình sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều khi mà có một cái sự cố về database xảy ra. Đó là một cái lợi thế. Thì tất nhiên đã nói rồi, tiểu tiện đại tiện đã có, vậy thì bây giờ tới bất tiện, thì nó sẽ xảy ra cái việc gọi là có một cái khoảng thời gian ngắn là data giữa giữa cái cache và cái database nó không đồng bộ với nhau. Đấy, trong cái khoảng thời gian mà cái anh worker này mà anh chưa có lấy data anh boot vô đây đó, là rõ ràng là cái cục cache mà và cục database của mình đó, là cái dữ liệu nó không đồng bộ với nhau. Tại vì worker nó chưa chưa có lưu vào database mà, nó là trên cache có database không. Đó, thì nó là có một khoảng thời gian ngắn nó bị không đồng bộ. Thì trong cái khoảng thời gian không đồng bộ đó mà lỡ như mình có một cái hành động nào đó về việc đi query database trực tiếp bằng cách là mình join table gì đó chẳng hạn vậy, join hai ba bảng với nhau chẳng hạn vậy, thì có khả năng là mình sẽ cái dữ liệu mình sẽ bị sai là do cái data này chưa kịp insert vào trong database. Nếu mà mình đi query trực tiếp, mình join table trong database, mình có thể xảy ra cái trường hợp nó bị sai. Đó. Và đồng thời là nó sẽ tạo thêm một cái việc rất là phức tạp trong cái việc là các bạn phải quản lý được cái việc nếu như trong trường hợp mà dữ liệu nó không ghi được vào database, thì các bạn đồng thời cũng phải có cơ chế bạn roll back lại ở trên trên cache. Tại vì nó phải 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 bạn phải xử lý thêm cái trường hợp này, nếu trong trường hợp mà nó không ghi được vào database, thì ở trên kia là cả hai action, giống như trong cái trường hợp mà kỹ thuật write true mà nãy mình nói đó, là cái action read và write đó, nó được ở trong cùng một cái transaction thì nó rollback rất là dễ, còn cái này là rõ ràng nó xử lý bất đồng bộ với nhau. Ví dụ như bạn ghi vào trong cache rồi thì 10 giây sau bạn mới ghi vào trong database, và sau 10 giây đó ghi vào database rồi đó, thì database nó báo là như không ghi được. Thì bạn phải xử lý lại ngược lại cái tình huống là database không ghi được đó, rồi giờ phải trong anh cache anh phải sửa đi vậy. Đó, đó cũng là một cái điểm bất lợi của cái right behind caching ha. Rồi, vậy thì giờ mình sẽ đi tới một vài cái ứng dụng cache thực tế mà bên ngoài thiên hạ sử dụng nhiều. Thì đầu tiên phải nói tới chính là đơn giản dễ sử dụng, miễn phí open source các kiểu Memcache. Thì anh này rất là đơn giản, rất là simple thôi. Ảnh lưu trữ cái dạng key và lưu. Nghĩa là ứng với mỗi cái key, thường thường những cái hệ thống cache mà các bạn làm việc á, thì nó thường thường đa phần nó sẽ lưu theo dạng này là key value, là một cái key nó sẽ ứng với một cái value gì đó, nó có thể là string, có thể là object, đại khái vậy. Thì những hệ thống cache nó sẽ lưu ở dạng key value, memcache này nó cũng vậy, thì nó là cache mà, thì nó cũng dưới dạng key value, mình rất dễ quản lý. Mỗi lần mình boot cái data nào vào trong cache nó, thì cái key của data đó là gì và cái data đi kèm là hết ha. Thì mình cũng không phải là một cái video để giới thiệu cụ thể về memcache nó làm được cái gì, nên mình chỉ đi lướt lướt qua thôi.
nói nhanh vậy thôi. Còn các bạn thích thì các bạn có thể dùng tự mình Google lên tìm hiểu về về Memcached, nó cụ thể hơn, nó làm được nhiều việc hơn so với hai cái gạch đầu dòng mà mình nói. Thì cái hạn chế của nó của Memcached này chính là nó không có cơ chế đồng bộ giữa nhiều nod với nhau. Ví dụ như hệ thống cache của bạn, bạn muốn cache nhiều nod cluster chẳng hạn, thì nó không có cơ chế tự đồng bộ với nhau, nó cũng không có cơ chế gọi là replicate. Đó. Thì khi mà bạn xây dựng hệ thống cache lớn thì nó đẩy cái việc mà gọi là gì đó. Khi mà bạn có nhiều node Memcached á, thì cái việc mà lựa chọn cái node nào để mà đẩy cái dữ liệu lên đó, là nó việc đó nó sẽ phụ thuộc vào cái việc anh client anh sẽ quyết định bằng cái những cái kỹ thuật hash cái key đó chẳng hạn vậy, để ra được một cái con số ứng với cái node. Thì đó là thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về về Memcached thì các bạn sẽ rõ hơn. Đây mình chỉ giới thiệu những cái tên thôi và sơ lược về nó thôi, không có đi sâu quá, tại vì những kiến thức này mình chỉ ở video này mình chỉ dừng lại những kiến thức gọi là cơ bản cho các bạn dễ tìm hiểu thôi, không có gọi là chuyên sâu quá, nói nhiều nhức đầu. Và cái thứ hai nữa, cái này gọi là đang áp đảo thị trường chứng khoán luôn á, thì chính là Reddit. Mà gần như là bây giờ mà nói tới sử dụng cash thì ai cũng sẽ nghĩ ngay tới Reddit, bản thân mình cũng vậy, mình chỉ sử dụng Reddit thôi. Đúng là con trai của ta. Thì nó bản thân nó cũng là một cái thằng lưu ở dưới dạng là key và value giống như Memcached, nhưng mà nó sẽ có nhiều tính năng hơn, nổi trội hơn Memcached. Tất nhiên Memcached nó cũng có những cái điểm nổi bật hơn, có một vài chỗ nó sẽ có bộ văn tốt hơn Redis chẳng hạn vậy, nhưng mà nhìn chung tổng quát thì Redis nó có nhiều feature hay ho hơn. Thì cụ thể này ví dụ như một vài feature nó hay hơn, ví dụ như là nó support được cái kiểu là cấu trúc dữ liệu dạng 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 list nè, dạng set à, rồi short set chẳng hạn vậy đó, thì nó support được những cái kiểu dữ liệu đó, và đồng thời là nó hỗ trợ luôn cái việc là persistent data xuống ở dưới cơ sở dữ liệu à, nghĩa là cái những cái data bạn ghi vào trong cache vào trong Redis thì nó một mặt là nó sẽ được ghi vào trong memory, cả Redis và Memcached nó đều là in memory cache, có nghĩa là xử lý ở trong memory gì đó, tốc độ nó rất là nhanh. Nhưng mà Redis thì nó sẽ có cơ chế nó persist cái data mà nó đã ghi nhận ở trong memory xuống dưới ổ cứng để trong trường hợp mà lỡ mà nó có bị sự cố, nó có bị tạch, nó bị chết đó, thì lúc mà stack lại nó có thể đọc được lại, ngược lại cái data đó, nó boot lên trên mem lại, thì rất là ok. Tất nhiên là cái việc persist data là nó cũng sẽ đi giống như cái cách mà write behind cache nãy mình nói, nghĩa là ok nó sẽ những action mà ghi và ghi data persist xuống nó làm ở behind the scene chứ không phải là nó ghi trong lúc mà mình gọi, nên là bộ phận mình nó sẽ rất là ít, nó gần như là không bị ảnh hưởng bởi bộ phận mình, và tất cả những việc tính toán rồi lúc cấp kỳ là cái kiểu thì nó đều là in mem hết, cả Redis cả Memcached nha, in memory hết, nó sẽ chơi toàn bộ load toàn bộ lên trên memory và trong nó đi tìm kiếm trên memory đó rất là nhanh. Ra Redis thì nó hỗ trợ sẵn cái việc gọi là master slave replication, nghĩa là cơ chế gọi là master slave á, là replicate ra nhiều node, nghĩa là data của mình nó sẽ nằm ở nhiều node khác nhau và nó đã support được sẵn cái này rồi ha. Đồng thời có một tính năng nữa là bookup, nghĩa là bản thân Redis nó cũng cho mình, nó cũng hỗ trợ cho mình cái cơ chế bookup. Bookup là gì? Bookup có nghĩa là mình sẽ public, nghĩa là mình giống như mình broadcast một cái dữ liệu gì đó
thì chỉ những người subscribe cái topic đó thì mới nhận được cái dữ liệu mà mình public đi đó, như là một cái kênh truyền tin vậy đó, hiểu năm nay là vậy. Thì mình public vào cái topic X, cái data Y, thì chỉ có những ai mà subscribe vào cái topic X đó nó mới nhận được data Y thôi. Nó là cơ chế pub sub cũng rất là đơn giản. Thì ngoài ra thì còn rất là nhiều tính năng nữa, và bản thân mình thì mình sẽ luôn luôn recommend sử dụng Reddit cho những cái dự án của bạn, nếu mà trước đó bạn chưa, cái dự án nó chưa dùng cái cache nào hết á, thì lựa chọn Reddit là lựa chọn mình recommend. Nếu mà trước đó các bạn đã dùng Memcache rồi thì thôi, cũng không cần, đã mà đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn thì cũng không cần phải chuyển qua Reddit làm gì ha. Nếu mà chưa có thì dùng Reddit đi, ngon lắm, xịn. Rồi còn ngoài ra thì còn một vài cái tool nữa, mà thật ra những cái tool đó mình chưa xài, giống như là gì Hashcash rồi AO Stride gì đó, kiểu kiểu gì đó. Thì đọc lớp của mình thì thấy nó cũng xịn sò lắm, nhưng mà chưa xài nên không có dám lên này chém gió. Thì cái mạng chém gió của mình nó chỉ nằm tới đây thôi. Rồi, hy vọng là đã cung cấp được cho các bạn một vài kiến thức nhỏ nhỏ về cache là gì, tại sao phải cache, và vài cơ chế cache, và giới thiệu được mấy cái tool cho các bạn. Rồi các bạn nào có hứng thú hơn thì từ cái video này các bạn sẽ có những cái keyword, những cái kiến thức cơ bản rồi, thì từ đó các bạn sẽ đi tự đi tìm hiểu, nó sẽ nhanh hơn nhiều cho cái việc các bạn đi đi mày mò từ đầu ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.